con đường xưa em đi. Thời gian có quyền gì, đám hòn kia vẫn đi. Tiếng bọt đêm trăng thanh, quan đêm đường quan tinh, chỉ còn em với anh. Cho một anh khách, anh ở trên chỗ Nam Trực Nam Định ấy, có vẻ anh sử dụng là một đôi loa NH này. Đôi này là hàng nội địa của Trung Quốc các bác nhé, có website bên Trung Quốc đồng hàng. Con đẩy thì anh sử dụng đẩy 4 kênh. Chắc là mai kia là hai kênh này là chơi súp, kênh này là hai kênh này là chơi loa full. Thì các bác cứ hỏi em là đẩy 3 kênh ấy thì em không bán đâu, nói chung là các bác mua hẳn đẩy 4 kênh cho em. Hai kênh này các bác chập lại, các bác đánh súp cho em thoải mái. Còn hai kênh này các bác đánh full là thoải mái rồi, này không cần ba kênh làm gì cả. Ba kênh là một trong những cái con đẩy rất là lớn cỡ nên là em không muốn làm. Anh có sử dụng cái con vang số cao cấp bên em, con này là con KX9600 các bác ạ. Có rất là nhiều đơn vị làm con này và có những cái tên khác nhau thì bán với những cái thương hiệu khác nhau và giá khác nhau. Con này bên em là bán là 5,5 triệu các bác nhé. Tiếp tục là các bác sử dụng một con micro không dây, con micro neck M10 này. Con này thì chung là chơi cũng khá là ổn nhưng mà nó chưa phải là tốt nhất, nó chỉ chốt tốt trong tầm tiền thôi. Bác lấy của em một con quản lý nguồn nữa, con này có lọc nguồn độc nhiễu đầy đủ các bác nhé. Những hãng khác bán giá khá là cao, con này thì em bán giá là 2,5 triệu này tại cửa hàng. Bây giờ chờ anh khách, anh đi mua dây cổng quang đó, để về nhà em sẽ set up và quay video cho các bác xem thử nhé. Thì bác nào có nhu cầu sắm những cái bộ karaoke như này có thể liên hệ em nhé. Giá cả em nghĩ là rất là hợp lý rồi, không có thể cao đâu ạ. Các bác có thể đi mua chỗ khác tham khảo, nếu chất lượng đồ như này nó cao hơn một vài triệu là có chuyện cực kỳ bình thường. Hàng mới 100%. Với một cái không gian là khoảng chắc là 25 m², không gian mở thì chơi một cặp loa 30 như này là khá là ok rồi này. Nếu mà thích chơi lực hơn tí xíu nữa thì chúng ta có thể mua súp. Thì anh khách này anh có dự định là 1-2 đánh full này, 3-4 đánh súp này. Đấy, các bác chập hai năng lượng của hai kênh này lại, các bác đánh súp là thoải mái, 50 cái thứ là phang rất là thừa. Các bác thích đi mua ba kênh làm gì mà ba kênh thì bây giờ cũng đã 80 rồi thì nó bằng con này. Thì tội gì các bác phải mua ba kênh làm gì đúng không ạ? Nên em không hiểu tại sao mà các bác lại cứ hỏi em thích mua ba kênh làm gì không biết, em không hiểu luôn. Hai kênh đánh nó chọc và nó khỏe hơn ba kênh rất là nhiều. Thank you.
màu áo xưa em đang cho người làm hành trang. Có bạc trắng nơi tâm xương vẫn còn đầm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng ít. Vì mấy khi yêu mà chẳng được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người đã có đôi ta không bao giờ ly biệt. Bận gáo. Có hát có nhà không? Mình nhà hát bộ mấy triệu không? Có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau mối tình nghiệp ngàn sau. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.